Việt Nam sau 48 năm thống nhất đất nước, tương lai sẽ ra sao? Cứ mỗi lần ngày cuối tháng 4 đến sẽ có hai luồng dư luận đối mặt nhau, một bên tích cực vui mừng, một bên thì bi quan. Rất khó để có cái nhìn công bằng và trung lập. Đúng, kinh tế Việt Nam có rất nhiều vấn đề, nhưng nó sẽ vẫn phát triển và mở cửa để giao thương với thế giới, và không có gì chứng minh điều này rõ hơn bằng mối quan hệ Việt Mỹ ngày càng tốt đẹp. 28 năm trước, tổng thống Clinton đã đến Hà Nội để tái bình thường quan hệ với Việt Nam chấm dứt 20 năm chiến tranh lạnh giữa hai nước, ông Blinken lần này cũng không có gì nổi trội, trừ việc cũng có ngoại giao và giao thương. Với trụ sở đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội được đầu tư hơn 1.2 tỷ đô, điều này cho thấy không có bất cứ dấu hiệu tiêu cực nào, Mỹ sẽ tiếp tục đầu tư mạnh vào Việt Nam. Nếu là một người trẻ thì chắc chắn bạn sẽ hỏi những câu như sau: Việt Nam và Mỹ có phải là đồng minh không? Gọi là đồng minh thì hơi quá vì chính sách Việt Nam là trung lập tuyệt đối, nghĩa là không chọn phe mà chỉ chọn độc lập ở giữa nhưng có thể gọi hai nước là đối tác. Việt Nam cần Mỹ để làm thị trường xuất khẩu, Mỹ cần Việt Nam để làm một đối tác như bao nước khác. Miễn sao từ bỏ chính sách trước năm 1986 là được. Tuy khác nhau ở hệ thống và có một chút xung đột về giá trị, nhưng điều đó không ngăn cản sự phát triển giữa đôi bên. Vậy kinh tế Việt Nam sẽ ra sao trong những năm tới? Tốt đẹp và ổn định. Tăng trưởng bình quân sẽ tầm 7%, nghĩa là cần 40 năm để bắt kịp Mỹ về GDP đầu người. Tỷ giá đô la về Việt Nam đồng sẽ không rớt quá mạnh hay tăng quá cao, tuy sẽ không phổ biến như Yen nhưng sẽ không vô giá trị các doanh nghiệp việt nam coi mỹ là điểm đến ví dụ tiêu biểu là vinfast với kế hoạch niêm yết ở mỹ ngược lại các nhà đầu tư mỹ coi việt nam là thị trường tăng trưởng cao vậy cái cơ chế việt nam có thay đổi không vẫn vậy trừ khi có chiến tranh xảy ra và khả năng là gần không nói như trên mỹ chỉ cần việt nam theo kinh tế thị trường trong mắt họ đó là một thành công họ không đòi hỏi sự thay đổi toàn diện về hệ thống chỉ cần việt nam tiếp tục mở cửa người dân việt nam thì cũng chỉ muốn vậy để họ an tâm làm ăn và kiếm tiền tầng lớp trung lưu trở lên được xây dựng từ môi trường hiện tại, cho nên không ai muốn thêm bất ổn. Thế hệ Việt kiều trẻ thì khác hẳn với cha mẹ của mình. Họ coi Việt Nam là nơi để tìm hiểu và làm việc. Giới trẻ Việt Nam thì coi Mỹ là nơi để đến để học tập và làm giàu. Đôi bên tìm đến nhau. Vậy, Việt Nam có thể trở thành một cường quốc không? Thế giới có 195 nước, trong đó chỉ có 40 nước có GDP đầu người hơn 30.000 đô. Việt Nam với GDP 4.000 đô phải làm rất nhiều để bắt kịp. Việt Nam sẽ không giàu nhưng cũng không quá nghèo Người dân không thể mua iPhone bằng một tuần lương, nhưng sẽ không chết đói. Rất khó để dự đoán tương lai. Nhưng trong khối Đông Nam Á, chỉ có Singapore bứt phá và các nước còn lại đều mắc kẹt trong bảy thu nhập trung bình. Việt Nam tuy có mức tăng trưởng cao nhất, khả năng cao sẽ vượt Thái Lan về tổng quy mô, còn GDP đầu người thì chưa. Mình kết luận, một chủ đề gây tranh cãi thì sẽ có hai quan điểm trái chiều. Nhưng sau tất cả, phần lớn người Việt Nam bây giờ đã an phận và chỉ muốn tập trung làm giàu. Và cho dù quan điểm của bạn là gì thì cũng phải thừa nhận là kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển chứ không có sụp đổ